Chào các bạn nhé, lại là công ty Hưng Nam Phát đây. Hôm nay Nam sẽ lên cho cô dì chú bác mẫu giường tre cao cấp, giường tre gỗ tự nhiên nha các bạn. Giường tre gỗ tre khoảng 5 năm được xử lý mối mọt và sơn bêu này khá là đẹp nha các bạn. Giường với những màu gỗ này nhưng mà nó là chất liệu là tre núi nha các bạn. Sẽ xếp lại khá là gọn luôn. Bên ấy, cái này chỉ chiếm khoảng 18 à. Còn bề rộng mà nó tùy 980 mét, mét 2 hoặc mét rưỡi. Bề cao là 90 nha các bạn khi xếp gọn. Đó, bây giờ bung ra cho các bạn xem nào. Đây. Một cái tre cao cấp. Các bạn xem ở dưới nè. Sông tre núi nha các bạn. Đây, đang rất nhiều sông. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sông nha. Khá là chắc chắn. Đẩy hai cái đầu giường lên. Đó. 4 6 7 cái chân giường luôn. Đó, khi bước ra này. Chiều rộng của nó tùy vậy. Kích thước các bạn lựa chọn. Nó có ngang 80 1 mét với 2 và mét rưỡi. Chiều cao của nó cao tới 37 đây các bạn có thể ngồi đây. 37 các bạn có thể mua để thêm cái chiếu hoặc là cái tấm nệm tùy các bạn. Vậy đồ chắc chắn của nó thì để nó thử cho các bạn xem. Khá chắc chắn nha, 80 kg này, đứng lên giường. Còn xin dây gì nha các bạn. Cái này phù hợp với người lớn tuổi, các cụ ở quê mà đem ra ra ngoài ngoài vườn. Hoặc là mang ra hiên, mang ra không cần máy lạnh như các bạn. Đó. Khá là tiện lợi và mát mẻ. Giường tre, giường gỗ tre cao cấp. Nằm khá là mát lưng nha. Ai đau lưng hoặc là bị thoái vị đĩa đệm rồi này nọ nằm cái giường này khá là ok. Không sợ lúng, không sợ nóng. Không lúng, không nóng. Ngủ dậy không bị đau lưng giống như cái giường này. Có hai cái đầu giường. Giường dự phòng mà khi cất ở trong kho, khi mà có người tới chơi nhà ngủ lại qua đêm thì mình có thể mang giường ra sử dụng được nha. Xếp lại thì mình nâng lên mà đẩy hai cái đầu giường vô thôi. Rồi xếp lại khá là gọn. Giường tre gấp gọn cao cấp. Công ty Hưng Nam Phát bán tại kho luôn, giá siêu khuyến mại. Nếu như cô dì chú bác có nhu cầu mua giường tre gấp gọn cao cấp thì hãy liên hệ công ty Hưng Nam Phát nha. Cảm ơn cô dì chú bác mua tại kho luôn, có hàng tại công ty Hưng Nam Phát luôn, siêu rẻ, khuyến mại ra tận nhà, nhận hàng làm thử rồi mới thanh toán. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của công ty Hưng Nam Phát.